Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. 6 tháng đầu năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm so với cùng kỳ 2016. Thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ chế tạo máy giúp bệnh nhân viêm xoang khỏi mổ. Nghệ An, hai đối tượng giết người kiểu xã hội đen ra đầu thú. Cảnh báo lừa đảo kiểu mới khi mua hàng online. Thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay sẽ là thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành đã đạt mức tăng trưởng 6,2%. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tăng trưởng của toàn ngành thấp hơn so với cùng kỳ là do ngành khai khoáng sụt giảm và ngành điện tăng thấp. Đáng ghi nhận là nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục xu hướng tăng trưởng, tháng sau cao hơn tháng trước, và đặc biệt tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, 10,5% so với 10,2%. Với thị trường hàng hóa trong nước, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày khá bình ổn. Nguồn cung hàng hóa của các doanh nghiệp khá dồi dào, đa dạng, giá hàng hóa không có biến động lớn. Thưa quý vị, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho lao động và người tuyển dụng, thời gian qua, nhiều trung tâm dịch vụ việc làm đã liên tục tổ chức các phiên việc làm online kết nối nhiều tỉnh thành. Tuy nhiên, thực tế thì hiệu quả đem lại không được như mong muốn. Phản ánh của phóng viên chương trình tại Hà Nội. Doanh nghiệp ngồi chơi, còn người lao động đến tìm việc thì thưa thớt. Dù đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức phiên việc làm online kết nối 6 tỉnh thành khu vực phía Bắc, nhưng có thể thấy sự kết nối giữa người lao động và nhà tuyển dụng qua hệ thống trực tuyến là khá thấp. Hiện nay giờ tình trạng là doanh nghiệp thì không biết là hôm nay có bao nhiêu là ứng viên đến tuyển. Ứng viên thì cũng không biết là doanh nghiệp có đến hay không. Thế nên hai bên chưa gặp lại nhau. Nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, đặc biệt tăng tính kết nối của thị trường lao động khu vực phía Bắc, sàn việc làm online đã được nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh triển khai từ năm 2015. Tuy nhiên, dù đã được trang bị đầy đủ, nhưng hầu như các thiết bị máy móc này đều để không, còn doanh nghiệp và người lao động vẫn theo thói quen tuyển dụng trực tiếp. Theo như phản ánh của chính người trong cuộc, thì sự tuyên truyền không hiệu quả, cũng như thiếu chuyên nghiệp trong khâu sắp xếp tư vấn, khiến cho việc kết nối việc làm online phần lớn vẫn còn mang tính hình thức, gây sự lãng phí lớn trong việc đầu tư. Thưa quý vị, hiện nay mô hình nhượng quyền kinh doanh thương hiệu không còn xa lạ ở nước ta, khi đã có sự xuất hiện của rất nhiều cửa hàng nhượng quyền từ các thương hiệu lớn, cũng như nhiều thương hiệu Việt đã vươn rộng ra nước ngoài thông qua mô hình này. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của thị trường nhượng quyền thương hiệu ở nước ta mới chỉ bằng khoảng 1/5 so với một số nước có điều kiện tương tự trong khu vực. Vậy nguyên nhân là do đâu? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong nội dung sau đây. Tại những quốc gia phát triển, nhượng quyền thương mại là mô hình chủ đạo để các doanh nghiệp vươn ra thị trường thế giới. Cùng với xu hướng mở cửa hội nhập kinh tế nhanh chóng, Việt Nam trở thành thị trường được chú ý đối với các thương hiệu lớn quốc tế và khu vực. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam cũng bắt đầu tìm cách nhượng quyền thương hiệu để làm đòn bẩy phát triển thị trường, để nâng cao giá trị thương hiệu của mình. Tôi nghĩ lợi thế lớn nhất của Việt Nam để có thể thu hút và hấp dẫn các thương hiệu quốc tế đó là các bạn có một số lượng dân số đông đảo, đồng nghĩa với việc có một thị trường tiêu thụ rộng lớn. Tôi nghĩ là với mức sống và với nhu cầu sống của người Việt Nam thì việc đón nhận những sản phẩm mang thương hiệu ngoại vào thị trường Việt Nam không phải là vấn đề khó khăn đối với người tiêu dùng. Theo các chuyên gia kinh tế, nhượng quyền của đối tác nước ngoài cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện chủ yếu dừng lại ở mô hình nhượng quyền cấp 1, còn gọi là nhượng quyền độc quyền hay phát triển hệ thống chuỗi. Trong khi đó, đối với các doanh nghiệp nhượng quyền trong nước, thách thức không chỉ cạnh tranh quyết liệt với các đối tác nhượng quyền hàng đầu tại thị trường trong nước, mà còn đối mặt với không ít khó khăn do thiếu vốn, thiếu nguồn nhân lực và mô hình kinh doanh phù hợp. Việt Nam hiện vẫn là nước đi sau trong khu vực về phát triển nhượng quyền thương hiệu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây chưa hẳn là bất lợi nếu chúng ta tận dụng được những kinh nghiệm của các nước để xây dựng một chiến lược bài bản cho mình. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, nhiều tháng qua, hàng trăm bệnh nhân viêm xoang mũi đã được bác sĩ Nguyễn Vĩnh Phước, trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng thành công phương pháp rửa mũi xoang qua nội soi với máy phun hút. Đây là sáng kiến của vị bác sĩ nổi tiếng về chế tạo đã giúp bệnh nhân khỏi mổ viêm xoang, tiết kiệm thời gian và chi phí một cách tối đa nhất. Ý tưởng này bắt đầu từ năm 2009, đến nay bác sĩ Nguyễn Vĩnh Phước đã hoàn thiện việc chế tạo máy rửa mũi này. Máy có đầu vòi phun hút linh hoạt, đường kính 1,6 đến 2,2 mm, có thể đưa vào các lỗ thông xoang. Kỹ thuật này giúp cải thiện tình trạng khó chịu ở những bệnh nhân không muốn phẫu thuật,
đã mổ nhưng bị tái phát, theo dõi và chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật nội soi mũi xoang. Chiếc máy giúp cải thiện các triệu chứng cơ năng, thực thể đối với một số trường hợp có bệnh lý nội khoa khác đi kèm, không cho phép phẫu thuật. Sau khi đã điều trị này rồi, ta cảm thấy rất là thoải mái vì ta được cảm nhận là ta được làm vệ sinh mũi xoang sạch sẽ. Được biết bác sĩ Nguyễn Vĩnh Phước là vị bác sĩ rất yêu thích sáng tạo, chế tác những thiết bị y tế để phục vụ bệnh nhân. Vị bác sĩ này có nhiều sáng chế như bình phun thuốc mũi, bình xịt thuốc hồng, giúp bệnh nhân có thể tự sử dụng tại nhà thay vì phải đến cơ sở y tế để bác sĩ sử dụng các máy móc phức tạp. Thưa quý vị, mô hình nuôi chim bồ câu Pháp đã không còn xa lạ với bà con nông dân xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Trong đó không thể không nhắc đến trang trại chim bồ câu Pháp của gia đình anh Mai Đình Đoàn, người tiên phong và thành công với mô hình nuôi chim bồ câu Pháp trên địa bàn gần 15 năm nay. Gần 15 năm gắn bó với nghề nuôi chim bồ câu Pháp, đến nay gia đình anh Mai Đình Đoàn ở thôn Thạch Thất 2, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà đang sở hữu trang trại nuôi bồ câu với hơn 2.000 con. Theo anh Đoàn, hiện nay lượng cung vẫn không đủ cầu do thị trường tiêu thụ rất cao. Nhu cầu thị trường thì hiện tại là rất là cao nhưng mà mình chưa có cung cấp đủ, cũng đang muốn phát triển thêm nữa để đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng. Theo anh Đoàn, đầu tư một chuồng trại khoảng 200 con chim bồ câu Pháp có giá khoảng 60 triệu đồng. Người nuôi chăm khoảng 6 tháng là bồ câu bắt đầu sinh sản. Mỗi cặp bồ câu có thể đẻ từ 7 tới 8 lứa một năm. Hiện nay, gia đình anh đang thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Gia đình anh Đoàn cung cấp bồ câu thịt trong và ngoài xã. Do vậy là cái nguồn thu nhập đem lại cũng rất kinh tế rất cao. Có thể thấy, đây là mô hình không đòi hỏi nhiều vốn nhưng mang lại nhiều hiệu quả và thiết thực, rất phù hợp với chăn nuôi nông hộ. Tiếp tục chương trình là các thông tin dân sinh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, dải bờ kè cảng biển Vĩnh Lương, Nha Trang đang thu hút rất đông du khách đến tham quan chụp ảnh vì có phong cảnh đẹp với hàng trăm ghe thuyền lớn nhỏ neo đậu nhấp nhô. Tuy nhiên, có nhiều khách du lịch đã tự lấy thuyền thúng của người dân úp trên bờ để bơi ra biển chụp ảnh tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ghi nhận vào chiều ngày 14 tháng 7, tại dải kè cảng biển Vĩnh Lương, Nha Trang, một chiếc xe du lịch loại 7 chỗ mang biển số thành phố Hồ Chí Minh đã dừng đổ tại đây để tham quan chụp ảnh. Trong đó có khoảng 4 thanh niên, gồm 3 nam và 1 nữ đã tự lấy thuyền thúng của cư dân địa phương đang úp trên bãi để bơi ra biển chụp ảnh. Nhìn thanh niên thành phố lúng túng bộ bề, điều khiển chiếc thuyền thúng luôn chao đảo, quay vòng và ra xa bờ khiến không ít cư dân thót tim. Trước đây là không xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Nhưng đây vẫn là một vấn đề mà địa phương cần phải nhắc nhở, ngăn cấm du khách không được tự ý lấy thuyền thúng của cư dân bơi ra biển. Du khách cũng đừng vì muốn có những tấm ảnh đẹp, cảm giác mạnh mà phải chọn cho mình một trò chơi quá mạo hiểm như vừa nêu. Là vùng đất nhiều gió và nắng, những năm qua nhiều công trình năng lượng sạch như điện gió và điện mặt trời đã liên tục được đầu tư xây dựng tại Ninh Thuận. Tuy nhiên tại đây có một công trình điện mặt trời khánh thành đã hơn 5 năm nay bị bỏ hoang gây nên sự lãng phí lớn. Theo dự kiến ban đầu, công trình xây dựng năng lượng mặt trời này có công suất 10 kW. Do công ty Hanvit Hàn Quốc tài trợ cho thôn Đá Hang, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tổng vốn đầu tư trên 700 triệu đồng. Đến năm 2013, công trình hoàn thành được kỳ vọng sẽ phục vụ miễn phí cho 20 hộ dân trong thôn Đá Hang. Tuy nhiên, từ khi hoàn thành cho đến nay, công trình này không được vận hành hoạt động. Do nằm phơi nắng, phơi mưa và không có đơn vị duy tu bảo dưỡng, nhiều hạng mục của công trình đã bắt đầu xuống cấp, rỉ sét, nhiều tấm pin mặt trời đã bị bong lên. Giờ cũng làm xong bỏ đè, không bà quan đò, dân dân ở đây cũng xài được, mà chỉ là xài điện quốc gia không à. Thiết kỷ cơ quan chuyên trách tỉnh Ninh Thuận nên sớm rà soát, kiểm tra và có những biện pháp vận hành lại hệ thống năng lượng này để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, cũng như đưa năng lượng sạch đến gần với mọi người trong tương lai. Tiếp theo chương trình là phần tin an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thưa quý vị, vào trưa ngày 15 tháng 7, trên đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã xảy ra tai nạn thương tâm. Sau khi đi tiệc cưới của người cháu, thì người đàn ông chạy xe máy về nhà với dấu hiệu không được tỉnh táo, đã tông vào trụ đèn chiếu sáng, tử vong tại chỗ. Vào thời điểm trên, ông Lê Công Tính, 66 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, điều khiển xe máy biển kiểm soát 51R27546 trên đường Hùng Vương theo hướng từ thành phố Mới Bình Dương về thành phố Thủ Dầu Một. Khi đến đoạn thuộc khu phố 6 phường Hòa Phú thì không làm chủ được tay lái, tông vào trụ đèn chiếu sáng bên đường. Cú tông cực mạnh khiến ông Tính tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy biến dạng phần đầu, nhiều mảnh vỡ của xe máy văng lên vỉa hè. Thi thể của nạn nhân nằm cạnh xe máy. Theo người nhà nạn nhân cho biết, ông đang trên đường về nhà sau tiệc cưới của người cháu thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Đến gần 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng thành phố Thủ Dầu Một đã hoàn tất công tác khám nghiệm.
Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Cũng tại Bình Dương, vào tối ngày 15 tháng 7, Công an phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Trần Văn Sung, sinh năm 1991, quê tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi trộm cắp, vận chuyển và tiêu thụ xe gian. Trước đó, chiều cùng ngày, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đang tuần tra tại tuyến đường thuộc phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một thì phát hiện một đối tượng có dáng vẻ khả nghi, chạy chiếc xe có đặc điểm rất giống với chiếc xe quay Alpha màu đỏ, đen bạc, biển số 93B1-85860 của một nạn nhân bị mất cắp trước đó. Khi thấy bóng dáng hiệp sĩ, đối tượng Trần Văn Sung đã tìm cách bỏ chạy. Sau một thời gian truy đuổi, đội hiệp sĩ đã khống chế được đối tượng. Thời điểm này, các hiệp sĩ kiểm tra tại chỗ thì thấy số khung, số máy của chiếc xe bị mất trước đó hoàn toàn trùng khớp với chiếc xe đối tượng đang sử dụng. Đối tượng cũng khai nhận đang trên đường đem xe lên Tây Ninh để qua Campuchia tiêu thụ. Hiện công an đang tiếp tục mở rộng củng cố hồ sơ để điều tra các đối tượng có liên quan trong đường dây này. Liên quan đến vụ giết người theo kiểu xã hội đen ở huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông vào ngày 8 tháng 7 vừa qua. Chiều 15 tháng 7, hai đối tượng tham gia gây án đã ra đầu thú tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An. Vào khoảng 1 giờ ngày 8 tháng 7 năm 2017, anh Lê Ngọc Giáp, trú huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông cùng 4 người bạn đến tại quán ăn của anh Nguyễn Thanh Phong để ăn khuya và uống rượu. Đến khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, anh Giáp bị ba đối tượng nam giới lạ mặt đeo khẩu trang bất ngờ từ nơi khác xông vào, dùng dùi cưa điện và dao tấn công. Hậu quả anh Lê Ngọc Giáp tử vong, một trong ba đối tượng gây án bị thương nặng và mất máu nhiều. Sau khi gây án, ba đối tượng đã bỏ trốn. Quá trình điều tra, công an huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông đã phát hiện ba đối tượng là Nguyễn Đình Hà, Phạm Văn Xin và Phạm Văn Kiều đều trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Trong đó, đối tượng Phạm Văn Kiều đã tử vong. Đến chiều ngày 14 tháng 7 năm 2017, hai đối tượng là Nguyễn Đình Hà và Phạm Văn Xin đã ra đầu thú tại cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Nghệ An. Hiện công an tỉnh Nghệ An đang lấy lời khai và bàn giao cho công an tỉnh Đắk Nông để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Thưa quý vị, xây dựng lấn chiếm đất của bệnh viện, rồi khi có lực lượng chức năng đến kiểm tra thì lại có hành vi khóa cửa không cho các cán bộ làm nhiệm vụ ra ngoài. Với hành vi trên thì Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố hai bị can Trần Mỹ Lệ, trú tại khu phố 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa và Đỗ Hoàng Long là con trai của bà Lệ về tội bắt giữ người trái pháp luật. Theo kết luận điều tra, bà Lệ đã có hành vi xây dựng lấn chiếm đất của bệnh viện điều dưỡng đóng tại khu phố 2, phường Long Bình Tân. Ngày 24 tháng 4, Ủy ban nhân dân phường Long Bình Tân đã cử đoàn công tác gồm cán bộ, công an, bảo vệ dân phố kiểm tra việc bà Lệ bị tố đang xây nhà lấn chiếm khu đất của bệnh viện. Khi lực lượng chức năng vào trong nhà, bà Lệ cùng con trai được cho là khóa cửa, không cho 6 cán bộ ra ngoài vì không có giấy tờ kiểm tra nhà. Tổ công tác đã giải thích việc kiểm tra công trình xây dựng là bình thường, nhưng hai mẹ con bà Lệ vẫn cương quyết không thả người mà đòi gặp lãnh đạo cấp trên. Bà Lệ còn dọa nổ bình ga nếu có người can thiệp. Sau hơn 2 giờ thương thuyết bất thành, lực lượng chức năng buộc phải khống chế hai mẹ con để giải thoát 6 cán bộ. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ dành thời lượng của phần tiêu điểm hôm nay để cảnh báo đến quý vị một hình thức lừa đảo kiểu mới khi mua hàng online. Gần đây, nhiều người mua hàng online đã phải khiếu nại vì tình trạng bị hack thông tin khi đặt hàng qua các trang mạng xã hội. Cũng nhận được hàng đã đặt, nhưng điều đáng nói đó là món hàng đó không phải của công ty đã giao dịch trước đó. Đồng thời, đơn hàng đã đặt với công ty cũng bị hacker hủy đi. Vậy đâu là kẽ hở để những kẻ lừa đảo kiểu mới này hoạt động? Và lời khuyên của Hội Bảo vệ Người tiêu dùng ra sao? Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây. Mua hàng online là một trong những cách mua hàng được nhiều người tiêu dùng yêu thích vì độ tiện dụng và nhanh chóng. Tuy nhiên, lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã dùng thủ đoạn tinh vi trục lợi từ công nghệ để móc túi người tiêu dùng. Anh Nguyễn Hoàng Bảo là một người đam mê công nghệ và những thứ độc lạ. Vì vậy, anh rất thường xuyên đặt hàng từ các trang bán hàng trên mạng xã hội. Nhiều lần gần đây, anh đã đặt hàng từ công ty A. Chỉ sau một ngày, anh Bảo nhận được một cuộc điện thoại xác nhận địa chỉ giao hàng. Thế nhưng, sau khi đã nhận được hàng của mình, anh Bảo lại tiếp tục nhận được một cuộc điện thoại khác từ nhân viên của công ty A. Anh đặt hàng trước đó với nội dung giải đáp thắc mắc lý do anh Bảo đột ngột hủy đơn hàng với đơn vị này. Nhận thấy có nhiều điểm khả nghi, anh Bảo băn khoăn, vậy ai đã giao hàng cho mình hôm trước và ai là người từ chối đơn hàng của công ty A? Khi nó giao hàng á, cái sản phẩm của mình nó gói trong một cái hộp. Bên ngoài nó có dán một cái tờ giấy là chắc là có lẽ là thông tin. Nhưng mà khi nó đưa hàng cho mình á, nó cùng lúc nó xé cái tờ giấy trên cái hộp hàng đó. Xong rồi mình nhận hàng rồi đưa tiền nó đi thôi. Thì khoảng ngày hôm sau nữa thì cái nhân viên mà xác nhận đơn hàng lúc anh đặt á,
thì gọi điện thoại tới nói là ủa anh ơi sao anh đặt hàng mà bên em giao hàng anh lại từ chối, thì anh không cảnh giác. Nhưng mà lần thứ hai bắt đầu anh nghiệm lại cái đường dây mấy lần mình đặt hàng thì anh nghĩ đây có thể là một trò lừa đảo của cái bạn nào đó, nó hack thông tin trên hệ thống để nó lấy thông tin giữa người đặt hàng và người giao hàng, thì nó đi trước một bước, thì bắt đầu anh mới lo lắng. Thủ đoạn hoạt động của đối tượng lừa đảo chính là đột nhập và lấy trộm thông tin đơn hàng giữa người đặt hàng và đơn vị cung cấp, sau đó chủ động giao hàng trước, đồng thời hủy đơn đặt hàng của khách hàng với đơn vị trên. Người mua hàng đôi khi khó phát hiện bởi các đối tượng thường cải trang bằng cách giả dạng nhân viên giao hàng của các đơn vị lớn như VNPT, Viettel và khoác thêm một chiếc áo bên ngoài để nhằm che mắt. Kẻ hở mà các đối tượng lợi dụng đó là khi giao nhận hàng, những món hàng được các đối tượng giao cho khách thường không có hóa đơn hoặc được xé nhanh chóng trước khi người mua hàng kịp kiểm tra thông tin nhà cung cấp. Trước những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng này, các chuyên gia cũng khuyến cáo người mua hàng nên nắm rõ những thông tin và đặc biệt phải kiểm tra thật kỹ trước khi nhận hàng. Người tiêu dùng phải thực là chú ý trong cái việc mà sau khi mình giao dịch một đơn hàng thành công trên các cái trang thương mại điện tử thì mình phải kiểm tra thật kỹ. Đặc biệt nữa là mình có thể điện thoại tới cái đơn vị mà cái trang thông tin thương mại điện tử mình đặt hàng á, để mình xác nhận xem được là có đúng cái người đó giao hàng cho mình hay không. Nếu không đúng á thì lúc đó là mình không thanh toán tiền. Cho nên là đây cũng là một trong những cái bước mà giúp cho cái việc mà nó rõ ràng và nó cũng thể hiện được cái sự là làm sao để mình phân biệt được đâu là những cái trang thương mại điện tử họ làm ăn đàng hoàng, trang thương mại điện tử họ đang mạo danh. Mua hàng online ngày càng phát triển thì mức độ lừa đảo của các đối tượng xấu cũng tinh vi hơn, biến tướng với nhiều hình thức mới. Vì vậy, người dân nên cảnh giác và thận trọng hơn khi mua bán trên các trang mạng xã hội. Bên cạnh đó, bổ sung những hiểu biết và kiến thức về mua sắm cũng giúp người tiêu dùng tránh những trường hợp tiền mất tật mang. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Thực hiện các quy định về sim rác, tin nhắn rác. Ninh Thuận, nho tăng giá nhưng nông dân vẫn chưa vui. Nghệ An bắt đối tượng mua bán người sang Trung Quốc để kiếm lời. Nguy cơ xuất huyết màng não ở trẻ nếu không tiêm vitamin K.